ván quân cấp, Nhật Bản dừng bước sau loạt đá phạt đền cực tệ trước Croatia, tiếc cho điểm tự hào châu Á. Hết hiệp 1, Nhật Bản mất tỷ số với bàn thắng của Maeda ở phút 44. Từ quả tạt bên cánh phải của đi chuyển Laprun, Perisic đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, gỡ hòa một đều ở phút 56. Có bàn gỡ hòa, Croatia chơi hưng phấn với ba cơ hội liên tiếp đến từ Luka Modric, Ante Budimir và Perisic. Thủ môn Gonda chơi xuất sắc để cản pha vút bóng sống của Luka Modric. Ante Budimir đánh đầu đi chạy cột dọc của Nhật Bản. Cổ động viên xứ mặt trời mọc thêm một lần thất tim khi Berisic dứt điểm từ xa đập chân Tomiyasu đi chạy khung thành trong gang tấc. Dù có đội hình xuất phát với độ tuổi trung bình lên tới gần 30, nhưng Croatia chơi càng chậm và chắc chắn ở thời gian cuối trận. Kịch bản của World Cup 2018 đã lặp lại với Croatia khi đưa trận đấu vào loạt đá phạt đền sau 120 phút. Nhật Bản đã thua 1-3 với 3 cú đá hỏng, còn Croatia chỉ một lần xuất trượt. Trung cuộc Croatia đi tiếp vào tứ kết, còn Nhật Bản khép lại World Cup 2022 trong nỗi buồn do đá phạt đền có thể nói cực tệ. Brazil đè bẹp Hàn Quốc, đẳng cấp khác biệt. Brazil có bàn thắng mở tỷ số do công của Vinicius Junior. Đến phút 13, Neymar nhân đôi cách biệt cho Brazil. Richard Nixon chấm dứt hy vọng của Hàn Quốc với bàn thắng thứ ba cho Brazil. Paqueta khép lại hiệp 1 với tỷ số 4-0 cho Brazil. Park Sung Ho có bàn thắng danh dự cho Hàn Quốc ở hiệp 2. Trung cuộc Brazil hạ Hàn Quốc 4-1 để gặp Croatia ở tứ kết. Một chiến thắng cho thấy đẳng cấp quá lớn giữa Brazil và Hàn Quốc. Hãy đăng ký kênh Chuyện gì thế để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày. Và đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận nha quý vị.